Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách kết nối mạng trên trên dòng Hôm nay tôi giúp cô đi. Pana TV. Sẽ cộng thêm tiền Đầu công và tiên là sẽ giúp màn hình đang ở trên với một đúng không? Bạn đưa remote lên. Đó, bạn phím đây này. Ngôi nhà này. Cô đang đi tỉnh. Đó, nó sẽ hiện ra như thế này. Đấy. Bạn nút qua. Đấy, nút qua đây. Qua này. Đấy. Qua rồi anh xuống đây rồi chúng qua mục cài đặt enter đó. Đây đó là nhỏ sẽ có các mục như mạng, thời gian, tổng quan và thông tin. Bạn chọn cài đặt là đầu tiên là bạn chọn vô cái mục mạng này này, mạng enter nha. Nó sẽ có ba dạng kiểu chứ có ba dạng như là nó sẽ hiện hai kiểu là kiểu kiểu mạng và mạng dây. Mạng dây là mình cắm dây trực tiếp vô TV á, xong có cổng. Đây đây kiểu mạng mình chọn mạng không dây này. Đây là có qua là enter vô đúng không? Đó, nó sẽ hiện ra mạng không dây này, mạng có dây này. Đó, mạng không dây. Rồi, anh xuống. Đây. Đó, đây mình kết kết nối sẵn rồi. Còn nếu như là như bạn xuống bạn chọn mạng không dây này. Xuống enter đó sẽ hiện đây hai cái đúng không? Rồi ví dụ mình chọn mạng mới nha bạn, ví dụ mạng Hương Nghĩa đi, enter vào đó, bạn nhập mật khẩu thôi, đó hiện mật khẩu lên nhập vào đây, nhà hàng xóm nên biết mật khẩu đó, nhập xong rồi enter xong được, enter được đó, trong mình đây cả kết nối đây đó. Xong rồi đấy. Rồi thoát ra lại nó sheet. Sheet này. Đó. Đây cấu hình thời gian này nó nói là đang đang hướng dẫn với bạn cài mạng. Đây soi soi xuống. Qua đây xem YouTube. Đó, hiện lên. Chờ tí. Nhưng mà chậm nó phải xong thấy rồi. Đó, hiện lên này. Nhưng mạng của mình đi chậm rồi. Đó bây giờ hiện lên này. Đó rồi bạn chọn nó. Chọn nó ấn qua lại đây. Đây, qua lại đây rồi chọn bài này ấn enter. Được. Xong rồi đó.